Đông Sương xin gửi lời chào hết tất cả quý ông bà, cô chú bác, anh chị em trên cộng đồng mạng. Xin chúc cho quý vị có một ngày thật là phước hạnh và bình an trong cuộc sống. Đông Sương đã về bên tiểu bang Florida rồi. Xin gửi lời chào hết quý vị và mong rằng gặp lại quý vị ở Florida này rất là vui. Và chào buổi sáng quý vị ở khắp mọi nơi, cũng như ở bên Việt Nam là buổi tối rồi. Cho Đông Sương xin gửi lời chào hết và mong rằng buổi sáng hôm nay Đông Sương cũng mời quý vị uống cà phê. Ở bên Mỹ thì tháng 10 ngày 15 rồi quý vị, của năm 2024. Việt Nam chúng ta thì còn tối của ngày 14. Thì không biết là quý vị ở khắp mọi nơi khỏe luôn hay là có vấn đề gì hay không. Quý vị có những cái thông tin nào mà muốn cho mọi người biết thì xin quý vị cũng bỏ lên cái comment ha, để Đông Sương có thể đọc cho mọi người cùng nghe. Đông Sương rất là thích có một quý vị ở tại tiểu bang Hawaii. Thì quý vị biết là ở Hawaii thì rất là xa so với 49 đất nước Mỹ ở trong một cái nhóm chung, một cái gọi là một cái kết nối. Nhưng mà riêng cái tiểu bang Hawaii thì quý vị biết rằng họ rất là xa với đất liền. Mỗi lần đi ra đó cũng rất là xa, nhưng có quý vị nơi đó cũng gửi những cái thông tin thời tiết ở nơi Hawaii để cho mọi người cùng có thể hiểu biết thêm. Thì đó là một cái điều rất là tốt quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Về tới đây rồi, cái cảm giác là bắt đầu nó cũng lắng động xuống một chút. Sức khỏe thì bắt đầu nó có một cái sự thay đổi quý vị. Đông Sương không hiểu tại sao khi tới phi trường Thai Phi là Đông Sương bắt đầu bị bệnh quý vị. Có lẽ là mình chích mấy cái mũi thuốc mà gọi là single đó, là có lẽ nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Trên 50 tuổi thì không chích không được, bởi vì quý vị biết rằng khi anh Lệ đã không chích đó, và anh đã bị hai lần như vậy và rất là nguy hiểm đến tính mạng. Nên tới đó là về tới Việt Nam và qua, quý vị biết và thấy là đau, ốm rồi, mệt mỏi thân thể, quải lắm quý vị. Đông Sương có cái cảm giác như là bị lại cái Covid lần thứ hai, có cái cảm giác nó cái sức khỏe của mình nó là như vậy. Nhưng mà cũng cảm ơn Chúa, về Việt Nam mà các con chăm sóc đồ ăn uống đồ thấy cũng đỡ rất là nhiều. Có lẽ là gặp các cháu nên thành là cái cơn bệnh của mình có cháu ở cùng nên thành là sức khỏe thấy nó cũng đỡ hơn ở bên Mỹ này rất là nhiều. Và cảm ơn, chào Uy Thạch ạ. Dạ, Trí Nguyễn mến chào nha. Dạ, chào chị Dung Ngô, chào Trí Nguyễn. Ở Việt Nam vẫn ổn hả? Cảm ơn quý vị. Quý vị hôm nay thấy Đông Sương bỏ tấm hình của vị Tổng thống Donald Trump đang cầm một cái... Đông Sương bỏ nó. Đang cầm một cái folder màu đỏ. Không biết là quý vị có thấy ông cầm tay cái folder màu đỏ không? Hy vọng rằng cái folder màu đỏ này nó không có làm cho ai sợ ha. Mà nếu mà có làm ai sợ đi nữa thì cũng không có chạy thoát được. Phải không? Đây là những cái hồ sơ. Và liên quan tới một số nửa triệu người. Chứ không phải là một con số nhỏ. 500.000 người là nửa triệu phải không quý vị? Dạ. Dạ, mến chào Hồng Trương ạ. Hồng Trương khỏe không? Tiên Huy Trần mến chào nha. Cảm ơn quý vị. Thì hôm nay Đông Sương xem thử là hôm nay chúng ta có cái gì để có thể lên đây đọc cho quý vị nghe. Nhưng mà trước hết Đông Sương cũng lên mời quý vị ở khắp mọi nơi nào mà có cà phê cùng dùng với Đông Sương nha. Quý vị sẽ nghe tiếng em bé, đó là cháu nội thứ tư Đông Sương, con trai út của Đông Sương, là sanh mới được cháu được mới một tháng.